Xin chào các bạn, hôm nay tôi có một clip ngắn với chủ đề là chỉnh phần sút trên văn số. Thì tí nữa tôi mời các bạn cùng với tôi chia sẻ với nhau thông qua phần mềm trên máy tính. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái giao diện của cái phần sút trên máy tính. Thì đối với lại chiếc văn số này thì có 3 giải là con dơ. Thế còn nhiều loại văn số khác thì có thể là có 5, có 7, có 10. Thì tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn căn chỉnh cái equalizer như thế nào cho nó hợp lý. Tiếp đến là music gain, tức là độ lớn của phần nhạc đưa vào loa trầm. Digit gain, tức là độ lớn của phần mic đưa vào loa trầm. Delay, tức là để căn độ chậm trễ ở giữa loa trầm các loa xung quanh. Mute, tức là ta có thể là tắt. Ở bên này thì là cái ngưỡng giới hạn về âm lượng đưa vào loa trầm. Thì cái này là thôi ta cứ để theo cái mặc định của nhà sản xuất. Tiếp đến là HBF, tức là loại bỏ các tần số thấp đưa vào mic. HBFQ, tức là căn chỉnh cái độ dốc ở bên các tần số thấp. LBF, tức là loại bỏ các tần số cao đưa vào loa trầm. LBFQ, tức là căn chỉnh cái độ dốc ở bên các tần số cao. Tiếp đến là cái này là chọn cái biên độ giới hạn của bên như vậy là các tần số thấp, và bên này là chọn biên độ giới hạn ở bên các tần số cao. Tôi sẽ chia sẻ các bạn về cái cách làm. Thì đầu tiên các bạn sẽ là phải chọn cái tức là các tần số thấp đưa vào loa trầm. Thì theo tôi các bạn cứ để tầm khoảng từ 28 đến 30. Phần các tần số cao các bạn cứ để tầm khoảng độ 150-160. Cái tần số cao này nếu như mà ta thu hẹp xuống tầm khoảng độ 100 chẳng hạn thì nghe có vẻ là âm trầm, có vẻ là nó gọn gàng, nhưng mà nếu mà ở cái tầm đấy thì cái âm trầm nó hơi bị thiếu lực, nó không được đầy đủ và nó không có độ này. Thì theo tôi là như vậy là cứ để tầm khoảng độ 150-160. Phần HBF, tức là loại bỏ tần số thấp mà đưa vào loa trầm, thì các bạn cũng nên để tầm 28-30. Nếu nó về phần như vậy là chọn cái giới hạn biên độ, thì ở mé bên tần số thấp thì là các bạn cứ chọn là tăng giảm mà tối đa tầm 12 dB, và bên tần số cao thì các bạn có thể là chọn ở mức độ là 24 dB. Thì bây giờ cái quan trọng nhất là sẽ vào cái phần equalizer này căn chỉnh như thế nào để cho như vậy là âm trầm nó hay. Thì đầu tiên các bạn sẽ chọn ra một cái vị trí equalizer mà đây coi là cái đỉnh của sút, người ta gọi là cái đỉnh của sút. Thì theo tôi thì các bạn cứ chọn ở tầm cỡ khoảng độ 42-43 gì đấy. Nếu như mà nó thấp quá thì âm trầm hơi bị nặng, tầm giả dụ như xuống 38-35-38 thì là âm trầm nó hơi bị nặng và nghe như vậy là nó khó chịu. Thì các bạn cứ để tầm khoảng 42-43 gì đấy. Và cái giải equalizer thứ ba này thì theo tôi các bạn sẽ để ở cái tầm từ 85-90 và giảm đi mấy decibel, giảm đi khoảng độ 2-3 decibel. Và ở cái tần số thứ nhất thì các bạn có thể là đặt ở tầm khoảng 33-35 và các bạn cũng giảm đi mấy decibel thì âm trầm nó sẽ dễ nghe. Thế còn để mà như vậy là mình có thể là tăng giảm cái lực của âm trầm thì các bạn có thể là thay đổi cái giá trị Q này. Đấy, tức là để cho giá trị Q nó nhỏ thì là như vậy là cái âm trầm nó lớn lên và nó có lực hơn. Thì là mình vừa chỉnh vừa nghe xem là ở mức độ nào là nó vừa tai thì là các bạn sẽ thay đổi cái giá trị Q này. Và một vấn đề nữa là ta sẽ thay đổi như vậy là cái giá trị HBFQ này, tức là thay đổi cái độ dốc của cái bên các tần số thấp thì âm trầm nó cũng thay đổi. Thì theo kinh nghiệm của tôi thì tôi cũng hay để tầm khoảng độ 0.6-0.7. Nếu mà để giá trị nhỏ là 0.4 chẳng hạn thì là âm trầm nó sẽ bị hẹp, giải âm trầm bị hẹp đi, âm trầm là thiếu lực. Thì là như vậy là thêm là cũng nghe cũng không hay. Thì là thường là cứ để tầm 0.6-0.7 ở cái mé LBFQ. Thì theo tôi thì các bạn là cũng đừng nên để lớn quá. Nếu để lớn quá như này thì là cái âm trầm mà như vậy là nghe nó cũng
đúng là to thật đấy, nhưng mà nó lại là bị dộn lên rất nhiều, bởi vì nó nâng các cái tần số hơn 100 lên nhiều, cho nên rằng là âm trầm nó không được tròn trịa, không được chắc, không được như vậy là mềm mại. Thì là theo tôi thì các bạn chỉ để tầm 0,5 thôi. Thế còn đối với lại cái tần số loại bỏ tần số cao này, tức là LVF này, thì các bạn cũng để tầm khoảng độ 150-160. Nếu mà để nhỏ, để tầm khoảng độ 100 chẳng hạn, thì là âm trầm nó hơi bị thiếu lực, thiếu đi cái độ mềm mại và cái độ nảy của âm trầm. Thì các bạn cứ để tầm khoảng 150-160 thì là âm trầm sẽ hay. Chứ còn một cái vấn đề quan trọng như tôi nói lúc nãy thì nó là cái đỉnh của âm trầm. Thì các bạn như vậy là cứ chọn là ở cái tần số dao động từ trên 40 cho đến dưới 55 thì có lẽ là âm trầm sẽ dễ nghe. Tức là khi ta mở to như vậy là nó cũng tròn trịa, đủ lực, và như vậy là nó có cái độ nảy của âm trầm. Và để mà thay đổi cái lực của âm trầm thì các bạn có thể là thay đổi cái giá trị quy này, thì là như vậy là âm trầm nó sẽ dễ nghe. Thì tôi sẽ mở một cái bài hát nhạc vàng thôi, để cho các bạn là xác định được là như vậy là nó, khi mình cắt ở tần số cao thì là như vậy là nó đã hết được cả cái tiếng của giọng hát ca sĩ hay chưa. Và khi mình nghe cái âm nhạc về phần bass thì như vậy là tiếng bass đã có đủ lực hay chưa. Thì là bây giờ tôi sẽ mở, thì bây giờ tôi sẽ vào phần main để tôi cắt bỏ như vậy là cái âm thanh ra hai kênh RL, bởi vì hiện giờ tôi đang mở âm thanh cả ra hai kênh RL. Đấy, như các bạn thấy đấy, vừa rồi là tôi chỉ có mở mỗi loa trầm không, thì các bạn cũng đã nghe thấy là như vậy là âm trầm cũng rất là dễ nghe, mặc dù là mở to nhưng mà cũng dễ nghe, không bị tức ngực hay là đau đầu hay là bị ù, bị vang, bị rộn, mà âm trầm như vậy là nó có cái độ chắc, độ nảy, độ sâu của âm trầm. Thì là như vậy là đấy, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn như thế, thì các bạn có thể là xem và áp dụng cho cái phần chỉnh loa súp cho cái bộ dàn karaoke nhà mình. Thì đối với loa súp cũng không đơn giản đâu, tôi nghĩ rằng nó không đơn giản đâu, để mà như vậy là chỉnh được cái âm thanh mà nó dễ nghe, nó đủ lực, nó sâu thì cũng không phải đơn giản. Thì cái này các bạn cứ có thể là xây dựng ở cái đỉnh âm trầm. Theo tôi cái mấu chốt, một, tôi lại nói lại vấn đề này nó như thế này. Một là như vậy là cái vấn đề là cắt cái âm ở cái dạng âm thấp, thì theo tôi để tầm khoảng độ 28-30, âm cao tầm 150-160. Cái chọn cái biên độ, giới hạn biên độ thì các bạn ở mé bên tần số thấp,
để tầm khoảng độ 12 dB, mé bên tần số cao để tầm 24, và căn chỉnh cả cái HDFQ này, tức là cái độ dốc ở mé bên cắt tần số thấp, và cái LVFQ này là độ dốc bên tần số cao. Thì hôm nay tôi đã chia sẻ các bạn một video clip về chỉnh phần xúc trên mạng số. Để các bạn cảm thấy hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh.